bên và nấu bếp nhà nhà cánh mai vàng cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, còn cháu xa năm lại đón Tết xa. Và kính chúc những người xa gặp lành, ta xa được nhiều lộc ăn Tết này. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang.